Rồi, chào em Tâm nhá. Dạ. Thì hôm nay quay trở lại vườn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị bà con cô bác ở xã cái một số tác phẩm hả Tâm hả? Dạ. Rồi thì trước khi mà giới thiệu đến cái lô tác phẩm mini thì Dạ. em cũng nói sơ về cách thức kinh doanh của nhà vườn mình hả Tâm hả? Dạ. Thì ở bên em á thì anh em nào mà mới giao lưu lần đầu với bên em á thì vui lòng cọc cho em tầm khoảng 20% á anh. Đó, rồi thì em sẽ đóng cây ship cho anh em mình, rồi khi nhận được cây thì anh em mình thanh toán hết cho bưu tá, cho người giao hàng á. Rồi ok. Dạ. Nhưng mấy dây to to này thì em đóng cái thùng gỗ đi. Đó là bảo hành rủi ro cho anh em mình trên đường vận chuyển luôn. Cái này nguyệt quế hả? Dạ, người quá anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính ở cái video lần này nhé, là một số tác phẩm cái cần thăng mini ha. Dạ. Dạ, 1 triệu quay đầu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính quý vị nhé. Rồi đây là cái lô tác phẩm cái một số tác phẩm cái cần thăng mini clip lần này mình muốn giới thiệu đến mọi người em Tâm hả? Dạ, cái này là hàng để bàn. Cây để bàn, cây nuôi lâu rất là già luôn. Em Lên cầm da cầm hết trơn. cầm cầm một cây lên Đây. mình Đó, như thế này cây số 1 này. mình Nuôi đường tay cành to, quyết dây luôn về cho anh em mình tháo qua luôn. Đang lên đọt luôn nha. Củ nó áp sát chậu luôn, rất là duyên luôn. Củ áp sát chậu. nhưng cái lỗ này nó quậy ha. Dạ, nó già. Dạ, chỉ nó già. Cái lỗ này thì giờ mình bán như thế nào? Dạ, cái này thì nói chung thì có dáng này dáng kia nên là báo với anh em mình là đồng giá hết là 800 một cây. Đó, anh em mình thích cái dáng nào thì anh em mình chọn. 800 ngàn một cây. Dạ. Bây giờ cái lô này nó có khoảng bao nhiêu cây em hả? Dạ, cái lô này thì nó tầm khoảng 30 cây à. 30 cây. Dạ. Như vậy thì quay cũng lâu á. Bây giờ như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ lên một lần 4 cây, Dạ. quay từng từ số 1 đến số 4, sau Dạ. đó là quay tiếp 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 ha. Dạ. Rồi mình sẽ quay sơ về cái dạng thế. Ai Dạ. chọn cái nào thì cứ liên hệ thôi ha. Dạ. Cho nó nhanh ha. Dạ, thì Được. có mã số ghi sẵn đây, anh em nào chọn cái nào cái gọi cho em báo mã số là nhắn tin gì đó thì em sẽ báo lại với anh em gửi thông số sau cũng được. Cho nó dễ ha. Dạ. Rồi ok. Rồi, tác phẩm số 1 ha. Dạ. Cây này thì nói chung đổ về anh em mình có thể làm đổ treo luôn cũng được. Củ to ôm chậu. Em không lấy cái thước là đó cho dễ hình dung hơn không? Có cần thước không? Dạ, nó đo luôn Ở đâu cái thước đấy ha. Rồi, rồi, để em đo luôn nha. ha? Đo sơ cái thông số cho Dạ. bà con dễ hình dung ha. Rồi, để em đo cái củ này đây cho anh em nha. Cái này thì mình làm nhanh thôi em ha, như số lượng nó nhiều lắm á. Dạ. Phần củ của nó là 29. Rồi. Cao thì nó cao có 10 cm nè. Rồi từ gốc hết cái tàn bay của nó là 35. 35. Rồi Dạ. quay cái vòng mình mặt sau. Cây liên lạc không có thẹo ha. Dạ, mặt nào cũng đẹp hết. Nhỏ mà già. Rồi, Dạ. tác phẩm số 2. Này thì nó đang búp đợt non rồi. Giờ anh em mình là nó cao lọc chơi luôn. Quay đây nó quẩn một vòng từ dưới lên ha. Già, nó già, nó già dữ lắm già. Rồi để em đo luôn ha. Hoành nó 28 thì nói chung là hoành của nó trung bình là tầm khoảng hai mấy 25 đổ lên đó. Cao 25, ngang của nó 30. Rồi, tác phẩm cái số 2 số 3. rồi qua cái số 3, củ nó rất là đẹp đây. Hoành củ nó cũng 27 7, cao nó 22, ngang tàn của nó là 28. Già cây đúng không? Dạ. Số 3. Đây là số 4 luôn. Số 4 luôn. Đó thì anh em mình luôn đây. Thì số 4 là hoành nó 29. 29, cao 22. Ngang tàn của nó là 32. Cái lô này chai nào cũng dạ, sẵn cụ luôn, rất là đẹp. Rồi ok, chúng ta sẽ lên 4 tác phẩm tiếp theo quý vị nhé. Dạ. Rồi, từ tác phẩm số 5, dạ, số 5 đến số số 5. 8 ha. Dạ.
tất cả những tác phẩm ở đây đông giá hết quý vị. Dạ, hoành 26 anh ạ. 26, cao 22, nguyên tàng 35. Thì đồng giá với anh em mình là 800 một cây nha. Thì, dạ, anh em mình thích cây nào thì gọi báo mã số hoặc là nhắn trên Zalo gì đó, báo cái mã số cho em rồi em sẽ soạn cho anh em mình lại. Rồi, ok, đặt phẩm số 6. Số 6. Số 6 thì nó có bị lỗ này đây nha anh em. Đó, mà nó sam cứng hết rồi. Đây, có lỗ siêu đo đúng không? Dạ. Rồi, sam cứng. Nói rõ về cho nó dễ. Đây, cái này hoành của nó là 35. Nó hoành cũ vậy là 35. Cao 22. Và ngang vàng của nó là 35 luôn. Xoay mặt sau. Rồi, xoay cái mặt sau ra. Cái này quải cây hả? Rất là duyên. Giống như con gì đang nằm vậy. Rồi. Đây số 7 luôn. Mình 28. 28 cao 20. Ngang vàng 40. Mà cái này mà có cái rễ nôm như thế này về làm ôm đá cũng hay. Dạ đúng rồi. Cái này về phối tiểu cảnh là ok luôn á. Tiểu cảnh ôm đá ok. Rồi, ok. Cái số 8. Cái số 8. Nói chung lô này cây nào cũng già. Già cây đúng không? Khoảng 25, cũ 25. Cao 26. Ngang tàn 30. Rồi, ok. Dạ. Rồi lên một 4 tác phẩm tiếp theo quý vị. 9, 10, 11, 12. Cái 12 thì có để lạ để cho quý vị hình dung. Cái cây này thì nó cũng đơm hết rồi. Tầm khoảng 1 tuần nữa thì lá nó cũng cao đó. Này cũ của nó là 27. Tàn bao già luôn. 27 cao 18. Ngang tàn của nó 30. Cái dạng xương rất là già. Xoay xoay mà sao? Dạ. Cái nào em xoay mặt sau lại luôn. Cái dàn xương này. Ừ. Rồi, cái cây số 10. Số 10. Cái mặt này, mặt, cái này nó liền rồi. Dạ, nó liền à. Hoành 36. Hoành 36, cao 22. Ngang toàn là 35. Cái này quải cây nè. Dạ. Nguyên một cục đặc luôn. Rồi, tác phẩm số 11. Dạ. Hoành 32. 32 cao 21. Từ đỉnh xuống hết tàn của nó là 27. Đây đổ rất đẹp. Cái này điều hả? Dạ. Cái này điều nghề đó. Dạ, xương già luôn. Này vài bữa lên lá là kín mít luôn. Rồi, 12. Quẩn như một con rắn. Dạ, này lá non nó vậy đó. Quẩn 30. 30 cao chỉ có 16 à. Rồi từ gốc ra tới hết tạng nó là 22. Quẩn như con rắn luôn. Dạ. Rồi ok hả? Dạ. Số 13 đến 16 ha. 13 tới 16. Cái cũ 29 hoặc. Cao 18. Từ đỉnh xuống hết cái tàn đổ của nó là 28 luôn. Rồi. Đổ được. Rồi, ok. Phẩm 14. Dạ nha. Dạ. Xung luôn. Dạ. Hoành 20. 20 cao 22. Nhưng hết tàn là 31.
Thì nói chung thì báo giá cho anh em mình vậy là gửi luôn cả chậu cho anh em mình nha. Nhiều anh em cũng hỏi là cái cây giá rẻ quá rồi có luôn chậu không? Ừ. Thì em báo là em gửi luôn chậu cho anh em rồi. Giờ anh em chỉ số 15. Dạ. Giờ anh em chỉ chăm sóc tưới tắm chơi thôi. Có chậu sẵn cho anh em luôn. Đây để em đo cái củ này nha. Củ này là 32. Củ là 32, cao 17. Từ đỉnh xuống hết tàn đổ là 30. Cái này cũng quậy hả? Này mấy cái này về anh em mình có hòn non bộ mini phối vô là tác phẩm 16. Đây, cái này hoàn là 24, cao 30. Và ngang của nó là 35. Đang đọt non chính nhất luôn. Rồi, ok ha. Dạ. Rồi, lô 17 đến 20 quý. Củ hoành 29, cao 17. Đỉnh xuống hết tàn đó là 26. Em nghiêng cái cây cầm trên tay nghiêng lại. Cái vàng xương cũng già. Ừ. Nghiêng cái mặt ta để cân lô mặt để sau lên. Nghiêng cái mặt để lên. Mặt sau. Đó. Dễ hình dung. Vậy lâu lâu phải kỹ một vài cây thôi. Rồi. Phẩm 18 quý vị. Mấy cây này thì cơ bản là dễ nôm, dễ phối tiểu cảnh. Phối tiểu cảnh là đẹp. Hoành 28, cao 15. Đây, từ đỉnh ra hết tàn nó là 30. Này, giờ anh em mình có cây cảnh hồ cá rồi hết ý luôn. Rồi, ok. Phẩm số 19. Hoành là 26. Sáu cao 17, ngang tàn của nó như vậy là 35. Okay, tác phẩm 20 hả? Đây, trên đây thì đó nó có mất miếng da, nó mạnh giờ nó đã xam lại luôn rồi, xam cứng rồi. Quần 30, cao 20, ngang tàn là 35. Quỳnh 30, cao 30, ngang 35. Cây già thân lên da cớm luôn. Ok. Rồi, cái này từ 21 đến 24 hả? Cái này thì cọng rễ nó có bị tụt miếng da. Nhờ bữa vận chuyển về nó bị dập cây này qua cây kia. Chứ không sao. Này, phần của nó là 21. Cao là 18. Từ đỉnh xuống hết tàn đổ là 32. Rồi 22 hả? Dạ. Thì cũng viền lắm viền. Quẩn. Quẩn là vậy là 29. Cao 19. Nhưng tàn nó là 30. Cao 22, ngang tàn là 30.
24 luôn. 24. Cao 18. Và ngang của nó là 32. Bông da lên tới ngọn. Rồi, cái này là tác phẩm từ 26 đến 30 luôn ha. Là từ 25. 25 chứ hả? Dạ. 25, 25 đến 30. Đổ đẹp. Hoành 24. Dạ. Từ gốc ra tới hết tàn nó là 30. Dạ. To nha. Lầm hả? Dạ. Dạ. 26. Hoành 22. Hoành 22 cao 19. Ngang của nó là 25. Từ đỉnh xuống hết tàn đổ của nó là 30. Đẹp. Thân đặt từ hướng xuống. Rồi. 27. Hoành 24 luôn. Hoành 24, cao 22. Đỉnh xuống hết tàn đổ là 32. Cái này tí nữa thì em sẽ nhờ mấy anh em đi mấy cọng kẽm này nữa là ok nha anh em. Quấn hả? Dạ. Quấn. Dạ. Rồi, tác phẩm 28. Đó thì khoảng 21 cao 22, nhiên vàng nó là 28. Cái này về anh em mình có thể vô chậu lại vậy cũng được. Ừ, đẹp hơn hả? Đúng rồi, vô đứng là anh đứng đây hả? Tác phẩm số 29 bên này hả? Đang bức độc non. Hoành 20. Hoành 20 cao 22. Nhiên tàn là 40. Cái này thì cái chậu nó bị nứt rồi, em cũng đã dán AB vô hết rồi. Chắc chắn rồi em gì chứ. Rồi, tác phẩm cuối cùng ha. Dạ. Này. Cái 30 đây. Hoành 21. 21 cao 26. Rồi ngang tàn đó là 30. Cái to rất là đẹp. Ok ha. Dạ. Và mình kết thúc clip đây luôn Tâm ha. Dạ. Dạ. Chào tất cả các anh em luôn ạ.